Nói chung là bây giờ là cậu biết chắc là cậu không có thai đúng không nào? Xét kiện đến lần thứ hai thì không thể nào mà sai được đâu. Mình nghĩ là như thế này. Bây giờ cậu phải nói cho anh Mạnh chấm dứt đeo bám anh ấy. Và phải nói với mọi người là cậu nhầm, để cho anh ấy đừng có mang tiếng là Sở Khanh. Nhưng mình muốn mình là người đầu tiên, còn cậu thì đừng có bép xét đấy nhá. Cậu cũng sắp đi khỏi đây rồi, tốt nhất là nên giải quyết hết tất cả các chuyện tình cảm lăng nhăng cậu trong cái công ty này đi. Giờ này hết giờ rồi, đi về hết rồi, không ai ở đây hết á. Ok, được rồi. Tôi sẽ gọi vào ngày mai. Vậy nhá, cảm ơn anh. Xin thay mặt cho công ty SPPT gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay. Và chúng tôi một lần nữa rất vui mừng được chào đón quý vị trong một bầu không khí ấm áp như thế này. Công ty SPPT sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới nhất mang một phong cách hiện đại. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những mẫu thiết kế theo một xu hướng thời trang mới nhất trên toàn thế giới. Điều đặc biệt trong bộ sưu tập này, chúng tôi sử dụng chất liệu cao cấp nhất hiện nay. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả sự thay đổi này mang đến một kết quả kinh doanh tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Ngay bây giờ thì có lẽ xin mời quý vị hãy ổn định chỗ ngồi để theo dõi trọn vẹn bộ sưu tập của chúng tôi. Sau buổi trình diễn này, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ với ban điều hành của công ty cũng như nhà thiết kế thời trang Hùng Long. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được những sự đóng góp ý kiến của quý vị về bộ sưu tập này. Một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Quá đi. Anh chưa cùng dõi dẫn gì cậu? Làm gì dám. Anh ấy hỏi mình về hợp đồng lâu rồi, nhưng mà còn những chuyện khác nữa cơ. Anh nói được không? Sao thay, em tin chắc là bộ sưu tập này sẽ rất thành công. Các chị ơi, đừng đây chán quá. Bắt đầu trình diễn rồi kìa, tính cách gì đi. Em nghĩ là quên hết chuyện này và biến khỏi đây đi. Họ không có cho mình vào đâu. Còn ngày mai, cái bài xét nghiệm này thì chị đưa cho anh Mạnh là xong đúng không? Em về nha. Nè, định bỏ của chạy lấy người hả? Phải ở đây để coi tụi này chiến đấu những hơi thở cuối cùng chứ. Đúng rồi, cả đám tụi mình không có ai được đi về hết á. Mà kiếm cách đi vô tổng, đi phá đám của Thảo My kia chứ. Coi nó coi đang dở trò nhốn như gì đúng không? Đúng rồi, là tôi dám chắc là ông Phê không dám nói với sếp ăn đông giùm tụi mình đâu. Ừ, em cũng nghĩ thế đấy. Mỗi lần mà ông Phê đứng cạnh con nhỏ kia là như bị bùng mê thuốc lú ấy, chả biết làm sao nữa. Còn em thấy là anh ăn đông không muốn chúng mình vào xem buổi diễn tối nay đâu. Sao vậy? Sếp, có chút chuyện cần sếp giải quyết. Anh không để cho tôi yên được hay sao vậy hả? Quyền Diệu đang đứng ngoài kia, mấy cô nhân viên nữ cứ đòi vô đây coi trình diễn hả? Này, anh đi ra bảo họ đi về nhà ngay đi. Cô đã bảo là không được đến đây cơ mà. Lúc nào cũng làm phiền người khác. Tôi cũng nói vậy, thôi xin lỗi nha. Này, em thấy cái thư ký của anh nhõng nhẽo quá đấy. Lúc nào cũng muốn xuất hiện hết chỗ này đến chỗ khác rồi thế này. Em đã bảo cô ta mà cô ta không bao giờ chịu nghe cái lời của em cả nữa. Đương nhiên. Đâu. Không nên để bà chủ thực sự của SPPT đứng ngoài đó. Không hay chút nào, không ra ngoài đi. Đi đâu đấy? Ra ngoài một lát, quay lại liền. Linh đoán chắc dài đang đợi tình người ngoài kia kìa. Họ đòi vào đây xem. Mình đã bảo nó không được vào mà. Không xô hổng cái gì. Chắc là có công vụ thằng béo ngoài đó. Đây là mới ra chuyện chứ còn gì nữa. Thì đám đấy đi đâu mà chào có nhau. Sao không cậu mới quan tâm thế này? Mình sẽ nói chuyện với cậu sao?
Nhưng cậu cần phải chứng tỏ cho đám bọn họ biết cậu là bà chủ đây, bằng mọi cách không cho bà thân béo mọi người vào. Cậu cứ đừng có làm trước là yêu chó chó lên mặt. Làm gì có chuyện này, đừng đi. Mà nghe đâu đi đâu đấy? Chắc ra đuổi cái Vinh đoán tóc dài đi về nhà chứ còn đi đâu. Có chắc là anh ấy đuổi thật hay không, hay là anh ấy lại rước vào đây? Chắc chắn anh ấy phải làm theo lời của mình, chắc chắn đấy. Thôi, xem đi. Nè, cô Mai Lan nói là đó, các cô không được chơi trong kia đâu. Ở trong đó mọi thứ đều sang trọng, mà có lẽ sự sang trọng không phù hợp với các cô. Tôi rất tiếc. Câm cái miệng cho tôi nhờ đi. Thái độ của anh đang đông như thế nào? Bây giờ mấy cô muốn thái độ sếp phải thể hiện kiểu gì? Khi mà cô Mai Lan ngồi kè kè ở bên cạnh, cô ta đang xù lông lên, giơ móng vuốt lên kìa. Tôi còn phải chết khiếp nữa là. Đó, em đã nói không có hy vọng gì đâu. Mọi mình đi về đi ha. Thôi, số phận đã an bài rồi. Tôi có giúp cũng không được đâu. Chúc các cô ăn ngon, ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Nè nè nè. Ê sếp, vô đi, vô đi, vô đi. Dạ sếp. Sếp, trời ơi, cảm ơn sếp nhiều lắm. Tụi tôi tưởng đâu là không còn cơ hội nữa chứ, thiệt may mắn quá à. Tụi tôi mê biểu diễn thời trang lắm, không có bữa nào mà tôi bỏ sót hết trơn á. Được rồi, chương trình nãy giờ rồi đó, vô tự tìm chỗ ngồi nha. Dạ thôi, khỏi khỏi ngồi, mình đầm cũng được, cũng được, đứng cũng được. Mà cô Mai Lan, Diệp, Diệp. Dạ. Anh xin lỗi là không biết em đến hôm nay cho nên anh chưa có sắp xếp chỗ ngồi. Thôi chắc mọi người tìm chỗ nào đó trống dễ coi ha. Ha. Dạ không sao đâu sếp. Sếp phải được rồi sếp ạ. Sếp đừng có lo, sao cũng được. Vậy là tốt lắm rồi. Không, đứng đây không có tiện đâu. Vô trong đó rồi tìm chỗ nào đó cho nó dễ dàng coi chứ đứng đây không được nha. Sếp chứ, sếp. Có anh Mạnh ở trống không sếp? Có, nhưng mà giờ này không có tiếp ai được đâu. Thôi mọi người tự lo đi nha. Nha. Dạ, dạ, cảm ơn sếp. Vô, vô, vô. Anh bảo họ về chưa? Họ muốn vô xem, anh cho họ vô rồi. Nó thật đấy à? Không đùa với em nha. Không đùa. Thôi, nói chuyện này sau đi. Tại sao cứ em bảo anh làm một đằng với anh lại làm một đẻo thế? Anh muốn cho họ lên mặt à? Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao em khó chịu? Cứ hỏi vô xem. Hỏi là nhân viên của FTPT. Đừng làm cho anh khó xử. Mà cuộc biểu diễn này không phải là dành cho nhân viên công ty. Đối tượng của nó là anh thì anh chưa hiểu mà. Đây không phải là ý không đồng hại rõ thì ai cũng có thể đứng phụng tụng ở đằng kia rồi vỗ tay rồi cười cợt thì tán thưởng vào. Nhưng em không muốn cái đám người ấy làm hỏng cái không khí sang trọng ở đây. Thì em cũng chẳng ghét bỏ gì họ, thậm chí em còn quan tâm đến họ nữa. Nhưng mà cái mà em thấy là em cảm thấy anh làm việc đấy không phải vì họ, mà là vì cái cô thư ký xinh kia của anh. Em không thể chịu được cái bộ mặt xấu xí của cái bà ở đây, anh hiểu chưa? Thôi đi, em làm cái gì vậy hả? Mùi dịu cô ấy. Các con tự chứ. Có lẽ chúng ta phải trả học phí bằng máu. Bây giờ thì đành phải nắm mắt đưa chân thôi, biết làm sao được. Tôi vui lên, để đâu hay tới đó. Mai Lan, có chuyện gì vậy? Tôi không nói chuyện này đâu. Có sao vậy? Kìa, con hồ ly tinh kìa. Thấy không? Mày sắp sửa nguyện hiện nguyên hình rồi con. Hả? Anh kia, cái gì mà vẫn cứ nhấp nhòm cái người yên như thế nào? Mấy con nặc nó vào đây vậy? Mình đem mình đuổi nó. Thôi 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 đi, thôi đi. Cứ để đấy. Lát này hát thì biểu diễn thì tội vắng dễ. Mà
gì vậy? Không thể. Sao có chuyện hạ cấp gì được chứ? Này này nè, hay là có cái chuyện ví dụ gì bất ổn trong chuyện này vậy mấy bà? Có cái gì nhầm lẫn không? Nhìn thẳng vào sự thật đi chị Sâm ạ. Thảo My đấy, em cũng chẳng tin vào mắt mình nữa ấy. Im đi, tôi không muốn nghe nhắc tới tên của nó. Lời tôi lôi cổ nó xuống. Ê, ê, đừng đi. Chị ơi, chị khùng quá. Mình khó khăn lắm mới vô được ở đây. Bây giờ chị còn muốn gây chuyện nữa hả? Hạ hỏa đi. Nhưng mà làm sao để cho một con nhỏ vô liên sĩ vậy bước lên sàn diễn được chứ? Tôi đã từng nói, nếu mà nó bước lên sàn diễn, nó phải bước qua xác chết của tôi. Nè, bây giờ bà nghe lời tôi đi. Bà hít thở, thở sâu vô để cho nó huyết áp nó hạ xuống, đúng không? Mà đừng có giở trò đánh ghen ở đây. Làm như vậy là mất mặt sếp ăn đông lắm nữa. Rồi con Mai Lan nó xiết cổ sếp à. Rồi bắt ăn thi rồi tiếp mai nữa. Cũng muốn coi nó đâu. Không muốn. Hay là thôi, chị vào toilet đứng một lát đi. Sau tiết mục là gì ra? Đi á, đừng có mặt. Em cũng đi nữa, em gọi điện thoại về nhà. Ừ, đúng rồi đó, hai người đi nha. Đi vô cho nó lâu thì lâu vô. Chừng nào mà huyết áp bà tuột xuống dưới đầu gối em hãy quay trở lại. Không thể nào có chuyện như vậy được hết. Chị sẽ nói chuyện với bác anh Thi hoặc là sếp anh Đông. Ai cũng có thể trình diễn được hết. Nhưng mà con nhỏ đó thì không. Chị không chịu đựng nổi nữa. Chị bình tĩnh đi, bây giờ cũng đâu có làm được gì nữa đâu. Ơ, sao anh ạ? Có chuyện gì không chị? Tôi hỏi muốn gọi điện thoại chị ở đâu ạ? Dạ bên kia. Cảm ơn anh. Không có gì. Chị ở đây đi, em phải đi gọi điện thoại. 5 phút em quay lại nhé. Được rồi. Ông ơi, Ninh Lâm ơi, hai người vô ăn cơm kìa, xong rồi. May quá nãy giờ mùi đồ ăn của bác tra tấn cái bụng của con. Bây giờ xong việc rồi, bác Đơn ơi. Đến giờ nạp nhiên liệu rồi bác. Thôi thôi đi ông Gàng, chờ thì chờ cho chót. Nhà có mấy món người ăn trước người ăn sau. Mà biết sao ông Diệu giờ này chưa chịu về nữa. Con ơi, nọ còn nội vì con về muộn không? Ông ơi, hôm nay tại công ty có buổi trình diễn thời trang mà. Nếu nó có dự đi chăng nữa về trễ thì nó phải gọi điện thoại về nhà chứ. Con nghĩ là về trễ lắm đó bác. Alo. Hả? À, Diệu hả con? Trời ơi, cả nhà đang nhắc coi nè. Tại sao giờ này con chưa chịu về? Ừ? Con đang dự lễ ra mắt bộ sưu tập mới bố ạ. Vậy thì chừng nào con về? Chừng khoảng 1 giờ nữa bố ạ. 1 giờ? Khuya về sao? Hay là bố đến bố đón con về nha? Không bố ạ. Có các chị ở trong công ty sẽ đưa con về đó bố. Không, quên chuyện đó đi. Bố sẽ đến đón con về, có về bố mới yên tâm được. Không bố ạ, con... Bố gì không có bàn cãi gì nữa trơn á. 1 giờ nữa bố sẽ tới khách sạn, thấy chưa? À bố ạ, Ninh Lâm còn ở đấy không hả bố? Con muốn gặp cậu ấy ạ. Có. Lâm, nghe điện thoại, Diệu gọi nè. Đi quá đi. Bác nói Diệu gọi điện thoại di động cho con đi. Cái gì? Trời ơi, có bài đặt nữa. Ra đi. Đừng làm mất thời gian con bé nữa. Đi nghe đi. Gọi điện thoại nói chuyện thì điện thoại nào không được mà đặt di động. Alo Diệu hả? Cái gì vậy? Ninh Lâm, cậu giúp tớ giữ ông cụ ở nhà và đừng để ông cụ đến đón tớ nhá. Cẩn thận và khéo một chút nhá. Cậu cũng biết tính ông cụ như thế nào rồi đấy. Ok, mình hiểu rồi. See you. See. Ê. Cháu với nó đang trao đổi với nhau gì vậy? Hả? Đâu có gì đâu bác. Vô ăn cơm đi bác. Đi. Thôi vô ăn cơm không? Giờ hôm nay sao tôi nghi quá. Chị Sâm ơi. Cái đồ giật chồng. Nói không nghe hả?
có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ơi, em... Cô đi vào trong kia tôi nhờ. Đi vào. Anh xin lỗi em. Đi vào trong kia. Không có nhưng nhớ gì hết. Anh coi. Đi vào trong kia, thay đồ nhớ. Và ngồi một cái chỗ nào đấy, ngắm nhìn ra trình diễn. Nhưng mà trời. Vào ngay. Bác, cho con lương lon nước này nha. Con thích uống cam ép lắm. Ừ. Tới giờ tôi đi đón con rồi bà. Bác cho con đi cùng với nha bác. Đi đâu? Tốt nhất á, cậu nên đi về phụ với mẹ cậu làm bánh đi. Sáng mai còn có cái mà bán nữa. Chứ theo tôi thì làm tích sự gì. Ông ơi, tôi thấy là ông dẫn chó này đi theo đi. Khuya như thế này còn là đi vẫn tốt hơn chứ. Vậy lại là ban đêm á, bọn trẻ hay đua xe lắm, nguy hiểm lắm. Đúng rồi bác. Có gì á bác té xe còn có con đỡ. Cái thằng này nó độc mồm, độc miệng thiệt à. Hả? Trù ẻo phải không? Con không bao giờ té xe nghe. Ăn nói lung tung. Thôi mà bác, mà biết đâu rồi đêm hôm đi đường rồi gió máy bác có trúng gió. Thằng này không đánh nó không được. Được rồi bác, để tự con đánh. Buổi trình diễn rất tốt, nhưng chỉ có cô Thảo My là hơi mất tâm trung một chút. Xem ra phản ứng của khán giả với bộ sưu tập này không hề tồi. Mà sao? Anh có chuyện gì lo lắng à? Tôi đang lo cho Quyền Diệu. Rất tiếc là Mai Lan có một ám ảnh quá xấu về Quyền Diệu. Chắc là có nhiều việc căng thẳng sẽ xảy ra đó. Tôi lo đó. Bây giờ chúng ta nói chuyện sòng phẳng thế này nha. Xét về mặt tình cảm thì Mai Lan rất quan trọng của anh, đúng không? Nhưng mà xét trên phương diện pháp lý thì người quan trọng nhất trên thế giới này lại là cô Hoàng Hoa Huyền Diệu. Bên tình bên lý. Mà tôi thấy Huyền Diệu cư xử rất đúng mực với Mai Lan và tất cả mọi người. Anh không nên quay lưng với cô ấy trong lúc này. Anh phải là người hậu thuẫn để giúp cô ấy chống chọi lại hoàn cảnh trớ trêu này chứ. Tôi nhắc cho anh nhớ, nếu anh cư xử không khéo sẽ đẩy Huyền Diệu về phía đối nghịch anh, thì lúc đó anh sẽ trở nên trắng tay. Tiền tài danh vọng và cả danh dự nữa. Anh hãy nhớ lấy điều đó. Anh Hùng, bà chúc mừng con. Dạ, cảm ơn bà. Mai Lan, tất cả đều ổn phải không con? Con rất vui vì bác đã hài lòng. Mệt là mà chụp. Quạt. Nước. Anh ơi, em xin lỗi. Lúc đó thiệt sự là em nhớ hết đoạn nhạc đó. Nhưng mà tại vì chị Sâm á, chỉ làm cho em bị mất tập trung. Anh đừng buồn em nha anh Long. Nè 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 nè, cô đừng có nói cái đó nha. Cô nín đi, cô nói láo gì vừa thôi. Cô làm con Sâm khổ biết bao nhiêu không. Bây giờ cô lôi kéo nó vô chuyện này nữa. Tôi bảo đảm là bữa nay nó không có đến. Mà không, tôi chắc như vậy đó. Em thấy rõ ràng chị ơi, em thấy chị Sâm chỉ đứng ở dưới chỉ coi chương trình mà. Chính vì thấy chị cho nên em mới bị mất tập trung đó, em xin lỗi. Thế được rồi. Tịt đi. Cô tắt ngay cái băng khóc lóc vật vã, nước mắt ngắn, nước mắt dài đi. Tôi không quan tâm đến chi tiết phụ. Xong phòng mà nói, tôi mời cô lên sàn diễn. Nhưng dù chỉ một lần thôi cô đi sai nhịp ý, thì cô vĩnh viễn quên đi giấc mộng biểu diễn thời trang. Và cô sẽ không bao giờ có cơ hội trong các show diễn của tôi nữa đâu. Chấm hết. Thôi thôi, anh... đừng có giận. Nè nè, Hùng Long, Long, đi ra ngoài chào khán giả, lẹ lên. Dắt mấy đứa ngổ ra lẹ lên.
Nhưng dù sao ấy thì hôm nay cũng là một hôm trình diễn rất là thành công. Và tôi sẽ không bao giờ quên show diễn này. Nào các em, đi ra. Cười lên. Cười lên. Anh ơi, vậy em cũng đi ra ngoài nha. Anh Long, tôi nghĩ là thế này này, cô nên ở lại tốt hơn. Anh Long ơi, chị Tâm, chị nói với anh. Thôi, có trời mà cứu, bó tay. Xin cảm ơn và xin cảm ơn. Kính thưa quý ông, thưa quý bà, thưa toàn thể quý vị, hy vọng là bộ sưu tập của chúng tôi sẽ được quý vị rất là yêu mến, như là yêu mến chính bản thân tôi vậy. Sẽ có người hỏi tôi là nguồn cảm hứng lấy từ đâu ra. Xin được thưa ngay, đó là lấy từ cuộc sống, từ âm nhạc, từ sức trẻ của các bạn nam nữ thanh niên. Và điều đó có một ý nghĩa rất đặc biệt khi mà tôi quan tâm đến chất liệu vải. Chất liệu vải chính là chất men đã làm bùng nổ nên cái nguồn cảm hứng của chúng tôi khi sáng tạo ra bộ sưu tập này. Hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy rất thoải mái và ấn tượng trong buổi biểu diễn ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi, những người mẫu của chúng tôi sẽ còn ở lại đây để trình diễn phục vụ quý vị. Và nghĩ rằng quý vị sẽ tìm được những nguồn cảm xúc từ bộ sưu tập của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Mời các em. Bà Sang Sang, bà cầm cái này nè, đưa cho sếp Mạnh đi. Bà nói là tụi mình tặng cho sếp Mạnh món quà đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Từ từ đi, sếp em đang bận bù đầu bù cổ kìa. Thôi cứ vào đi, anh ấy chẳng mừng đến rụng tim khi biết tin này. Đi đi, nè, đi đi. Thế bà làm gì đó? Chị Sam, em tìm chị hết cả hơi á. Ôi, chị bỏ lỡ mất á, chứng kiến cảnh con bé Thảo My nó diễn trò trên sân khấu loạn choạng như con gà mắc tóc ấy, đáng đời. Nè à, mấy bà có biết ai mới tạo ra cái khúc phim hoạt hình đó không? Ai vậy? Ai? Tôi. Trời ơi, bà làm cái gì nữa? Bí mật. Kể đi. Rồi. Này chị Thanh, ra đây, tôi muốn nói chuyện với chị. Đừng có ra lệnh tôi. Ok chị Thanh, tôi cần phải nói chuyện với chị. Tôi với cô cũng có chuyện để nói à. Ra đi chị, coi nó giở trò gì. Tôi không muốn gây sự với các cô. Hy vọng các cô sẽ biết điều, đừng để Mai Lan phải thấy cảnh này. Muốn gì? Ra kia. Chị Thanh, có phải chị đang giữ những kết quả xét nghiệm của bệnh viện gửi về cho tôi đúng không? Tôi cần chúng ngay bây giờ. Ở văn phòng á, cá nhân không giữ đi làm gì? Nhưng tôi đang cần chúng gấp, chị có hiểu không? Thì ngày mai lấy cũng được vậy. Chị Thanh, chị dẹp cái trò đó của chị đi nghe không? Tại sao chị lại có tờ giấy xét nghiệm khám thai của tôi trong khi đó tôi không hề yêu cầu? Hả? Vậy à? Tôi không biết, không để ý. Chị không biết, chị không để ý. Tôi cóc tin. Hãy dẹp cái trò bố láo bố lế đó của chị đi nha không? Mà tôi thấy chuyện này đó, đâu có rắc rối gì đâu. Nếu mà cô muốn gì á, cô cứ lên phòng dân sự đi. Nếu cô có thai á, thì cô nói để người ta tiện bề, người ta tính toán cho. Tôi chưa bao giờ yêu cầu bệnh viện làm xét nghiệm khám thai cho tôi. Người đó không phải là tôi. Ai đã yêu cầu? Cô không nói hả? Tôi biết rõ đấy. Tôi biết rõ người đấy là ai đấy. Tôi không biết, tôi không để ý. Tôi đang chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, chị có biết không? Chị đang phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc. Những xét nghiệm sức khỏe là những việc rất riêng tư. Nếu ai đó tùy tiện lấy chúng ra khỏi hồ sơ cá nhân của công ty để rêu rao hay hạ nhục người khác, nhẹ thì sẽ bị sa thải, nặng sẽ bị truy tố trước vành móng ngựa, trước pháp luật. Và cô Thanh ạ, tôi thề là tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội xâm phạm đời tư của tôi nếu như cô làm chuyện đó. Chào các cô, tìm tôi việc gì vậy? Dạ sếp Mạnh, tụi em có chuyện rất là quan trọng cần phải nói với anh. Anh đợi em chút nha.
đưa tờ xét nghiệm đây. Đưa đây. Cô đưa đi. Tôi biết là đang nằm ở trong túi của cô cơ mà. Dù sao ở đây cũng đang có mặt đông đủ mọi người và ban lãnh đạo của công ty. Tôi muốn trách vấn ông Sinh Tùng là tại sao ông ấy có thể để một chuyện tày đình như vậy xảy ra trong công ty này. Nói gì vậy? Tôi đang nói chị Thanh, bạn của cô, đang giữ một tờ giấy xét nghiệm bất hợp pháp đấy. Cô San à, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạ anh Mạnh à, không có chuyện gì đâu anh, chỉ có đàn bà tụi em thôi mà, đừng có bận tâm. Mạnh ơi, San còn ở đây, mọi người đang chờ anh kia, đi nhanh lắm. Sếp đưa đây cho tôi. Đưa đây. Dẹp đi. Chuyện đó chỉ xảy ra khi nào cô bước qua sát tôi, hiểu chưa? Vậy à, bây giờ rượu mời không uống, các cô muốn uống rượu phạt có phải không? Hay là có cô muốn tôi mời anh Anh Đông, Mai Lan và cả anh Sương Tùng tới đây để làm rõ chuyện này? Lúc đó thì chúng tôi sẽ mời công an để kiểm tra xem ai đã là người mạo danh tôi để làm cái mẫu xét nghiệm khám thai đó. Lúc đó thì tất cả các cô sẽ bị đuổi việc. Còn cô Thăm, tôi thề là tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội xâm phạm vào đời tư của tôi, cô hiểu không? Nè, cô mới là kẻ lừa dối anh Mạnh về chuyện có thai. Cô mới là đồ nói láo. Chuyện đó thì không liên quan tới cô. Bây giờ hãy ngồi gác tay lên trán và suy nghĩ. Lúc đó cô sẽ cư xử như thế nào khi mà tôi và ban lãnh đạo công ty đưa bạn cô ra trước vành móng ngựa. Cô hiểu không? Đưa đây cho tôi. Nếu tụi này bị đuổi khỏi SBBT thì cô cũng có số phận chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Hay quá nhờ. Thế thì chúng ta sẽ cùng thất bại và cùng bị đuổi việc một lúc. Đưa đây cho tôi. Tôi sẽ nhận là mình là người yêu cầu làm xét nghiệm đó. Và mọi chuyện coi như kết thúc. Ok. Vở kịch mang thai cho cô đạo diễn đã hạ màn. Và tất cả tụi này đều biết cô là đồ nói láo. Cô, tôi không cần quan tâm tới việc cô biết cái gì. Đưa đây cho tôi. Đưa không? Đưa không? Đưa đi. Đưa đi. Đưa bà cho rồi đi. Mệt quá. Cảm ơn. Này các cô, cảm phiền nói chuyện với tôi một lát được không hả? Anh Đặng Thái, anh thấy bộ sưu tập của chúng tôi như thế nào ạ? Anh là một chuyên gia thời trang có uy tín và anh là khách hàng lớn nhất của công ty chúng tôi. Vậy thì ý kiến của anh rất là quan trọng. Chúng tôi muốn được biết ý kiến của anh ạ. Tôi thấy đây là một bộ sưu tập rất đẹp, chất liệu hoàn hảo. Nha, buổi trình diễn tuyệt vời. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng đặt mua một số mẫu dự thi diễn. Số lượng khá lớn. Điều đó thì anh phải bàn bạc với hai gã này, vì họ là những người chịu trách nhiệm về kinh doanh của công ty chúng tôi đấy ạ. Xin cảm ơn anh Hùng Long. À thôi, nhân tiện thế này, ngày mai tổng giám đốc An Đông, tôi và anh sẽ mời anh Đặng Thái dùng một bữa cơm thân mật, sau đó chúng ta sẽ bàn tới việc này, được không An Đông? Phải chứ. À, phải phải. Vậy trưa mai chúng ta gặp nhau để bàn bạc và xúc tiến việc tiến đồng. Dạ, dĩ nhiên như vậy rồi. À, hẹn gặp lại anh ha. Rồi, cảm ơn anh. Chào anh. Ôi, trái tim rồi. Anh Đông, anh làm sao thế nhỉ? Tâm hồn giống như trong ngược cành cây vậy. Coi kìa, Hoài Lan đang giở trò phù thủy của đàn bà ra nè. Không chừng gây lộn với Huyền Diệu. Anh không nên để Huyền Diệu chống chọi Mai Lan một mình. Tôi đã nói rất rõ ràng với các cô là các cô không được đến đây cơ mà. Các cô định làm cái gì đấy? Định biến tôi thành trò đùa đấy à? Không phải đâu, chị hiểu lầm tụi em đó. Thực ra là tụi em tới đây có việc. Đừng có thanh minh thanh nga đó. Các cô chả có cái việc gì để làm ở đây hết. Mà tôi nói cho các cô biết nhé, tôi chắc chắn các cô sẽ không bao giờ dám đến đây nếu như không có cái sự xúi quẩy của cô kia. Đúng không? Chị Mai Lan, chị đừng thôi đi. Nhầm. Chắc chắn các cô không bao giờ dám đến đây nếu như không có cô ta đứng ở đằng sau xúi quẩy. Thì tôi nói cho các cô nghe điều này nhé. Và giữ kỹ ở trong đầu đi. Tôi mới là người ra quyết định ở công ty này. Cô Huyền Diệu có vị trí quan trọng bởi vì là trợ lý của Tổng Giám đốc An Đông, thì cuối cùng thì cô cũng chỉ là người làm thuê cho chúng tôi thôi, đúng không? Huyền Diệu này, tôi cảnh cáo cô đấy. Nếu như cô có ý định chống đối tôi ấy, hay là không muốn tuân thủ mệnh lệnh của tôi thì nói luôn cho tôi để tôi biết.
chứ đừng đợi đến cái lúc mà tôi phải ra quyết định là một trong hai chúng ta ai phải là người ra đi nhá. Thưa chị, tôi không có ý định chống đối chị đâu. Cô không có ý chống đối thì cô đến đây để làm gì hả? Thôi cô đến đây để làm gì? Tụi em có chuyện quan trọng cần phải nói chị. Chuyện gì? Cái gì vậy hả? Làm cái gì mà tụm năm tụm ba ở đây vậy? Chào, có chuyện gì? Chuyện nhăng nhít của đàn bà ấy mà. Thôi, cô giải tán đi nhanh lên. Khoan, bình tĩnh, nghe tôi hỏi, có chuyện gì? Mai Lan, cô lại đem mình có chuyện quan trọng muốn nói được không? Để sau đi. Mai Lan à, mình không có thai, mình muốn nói chuyện với cậu. Đi. Tôi xin lỗi anh. Sao không ai nói gì hết trơn vậy? Không nói tôi nói nha. Tôi rất là vui mừng được đón các cô đến đây. Mình vô đây rồi, ra nói. Em đừng có mặc cảm, coi như là mình khách không mời mà đến. Em biết, em thừa biết em có cái chuyện gì, đúng không? Nè, công ty hôm nay tổ chức rình rang như vậy, đó là có công rất lớn của em trong đó. Công sự làm việc rất chăm chỉ của em. Nếu không có công đóng góp của em thì công ty lấy đâu ra nguồn vốn, lấy đâu ra nguồn hàng để mà quảng cáo, tìm địa điểm, vân vân. Tất cả mọi chuyện của công ty đều có công của em trong, hiểu không? Cho nên em hãy cư xử giống như là một bà chủ vậy. Đó là cách anh muốn cảm ơn em. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà em chỉ sợ Mai Lan, ý của chị ấy không muốn em đến đây đâu ạ. Em rất khó xử. Bây giờ ý của anh và ý Mai Lan ai quan trọng? Vâng, ý của anh. Thì cứ vậy mà làm đi. Vâng. Thôi, mọi người ở đây chơi vui vẻ nha. Vô trong đó muốn làm cái gì làm. Dạ hả? Dạ, cảm ơn sếp. Gì? Tìm anh nãy giờ, khách hàng người ta đang muốn gặp anh để ký hợp đồng. Ok, anh vô ngay. Tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Dạ, cảm ơn sếp. Dạ. Trời, nó nghe nè, sếp nói gì với em mà nãy giờ chị dảnh cái lỗ tai chị nghe cũng không được nữa. Sếp nói em là người quan trọng và em xứng đáng đến đây dự tiệc cùng với mọi người. Trời ơi. Thấy chưa, chị đã nói rồi mà, sếp ăn đông á lúc nào cũng là một con người thấu tình đạt lý mà chơi đẹp đó. Mình Diệu, mình thấy là sếp ăn đông đối xử với bạn khác hẳn Mai Lan luôn, mà sếp á rất là tôn trọng Mình Diệu, đúng không? Đúng vậy, tôi cũng đang lo lắng cho anh ấy thì chị Mai Lan rất là tức giận. Nè, có phải là Diệu sợ bà Mai Lan yêu cầu lãnh đạo công ty đuổi Diệu phải không? Tớ không sợ chuyện đó, nhưng mà việc bây giờ khác trước rồi, mọi việc không có vô tư như trước nữa. Chị Mai Lan coi tớ như là một đối thủ á. Có cái gì đâu mà em phải sợ, bây giờ mình phải chiến đấu để bảo vệ mình chứ. Đây nè, trong đây có rất nhiều người là ganh ghét đố kỵ với em, như vậy là xấu. Đã vậy mình phải cho họ biết tay, sợ gì đứa nào. Đúng rồi đó. Thế này là thế nào? Mình chả hiểu cái gì cả. Thì cũng đơn giản thôi, mình cần phải báo cáo với công ty về tình hình sức khỏe của mình và cả chuyện thai nghén nữa. Đó là lý do tại sao mình nhờ phòng xét nghiệm của bệnh viện làm thêm cái xét nghiệm này. Kết quả là âm tính, như vậy cũng tốt. Thế kết quả xét nghiệm của cậu lần trước thì thế nào? Mình không biết, chắc là bác sĩ nhầm lẫn, mà cũng có thể là mình tưởng tượng ra thế. Sao tự nhiên lại có thể có chuyện nhầm lẫn vớ vẩn như thế nhỉ? Máy móc bây giờ hiện đại như thế cơ mà. Mai Lan, không lẽ bây giờ cậu lại còn không tin mình nữa? Hãy nhớ cậu là người bạn thân nhất của mình đấy nhá. Và mình cũng cảm thấy nó không bình thường. Đó là lý do tại sao mình đi xét nghiệm và kết quả là như vậy, bây giờ mình chia sẻ với cậu. Cậu lại còn nghi ngờ mình nữa sao? Thế còn cái chuyện tới tháng của cậu thì sao, tự nhiên nó cũng tắt lịm như vậy à? Có trời mà biết được lạy Chúa, thì nó tự tắt lịm thôi. Và đó là lý do tại sao mà mình nghĩ là mình có thai, mà bác sĩ cũng nói là mình có thai chứ bộ. Nói chung là bây giờ là cậu biết chắc là cậu không có thai đúng không nào? Xét nghiệm đến lần thứ hai thì không thể nào mà sai được đâu. Mình nghĩ là như thế này, bây giờ cậu phải nói cho anh Mạnh, phải chấm dứt đeo bám anh ấy và phải nói với mọi người là cậu nhầm, để cho anh ấy đừng có mang tiếng là sở khanh. Thì mình sẽ nói, nhưng mình muốn mình là người đầu tiên, còn cậu thì đừng có bép xép đấy nhá. Cậu cũng sắp đi khỏi đây rồi, tốt nhất là nên giải quyết hết tất cả các chuyện tình cảm lăng nhăng cậu trong cái công ty này đi. Mình sẽ giải quyết, nhưng đến khi mình thực sự rời khỏi đây cái đã. Sao cậu lại nói như vậy? Sao cậu không nói thẳng với cả anh Mạnh, thế là cả hai người cùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Này, hay là định có trò gì mới đấy? Thật sự là mình đang có một dự định, nhưng còn phải biết chắc vào phút chót kia đã. Tùy cậu,
Nhưng mà mình nghĩ là sớm hay muộn thì cậu cũng phải nói, mà tốt nhất thì nên nói sớm, tránh mọi hậu quả. Thôi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mạnh, thành công ngoài sức tưởng tượng anh à. Khách hàng rất hài lòng về bộ sưu tập của chúng ta. Lại trời là không chuyện gì xảy ra. Chuyện gì là chuyện gì? Anh đã nói chuyện với Phương Trinh chưa? Anh nói rồi. Anh bảo anh đã sẵn sàng có con và sẵn lòng chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng với điều kiện đứa trẻ nó sẽ phải mang họ của anh. Nhưng em biết cô ta nói thế nào không? Nói sao? Cô ta bảo cô ta sẽ rời khỏi thành phố này và không cho anh nhìn thấy mặt đứa trẻ nữa. Chỉ có một giải pháp duy nhất là đám cưới. Ôi trời, rồi anh tính sao đây? Anh Mạnh. Ồ, chào Phương Trinh. Hai bạn nói chuyện đi nhé. Cảm ơn cậu. Anh Mạnh, em muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì thế? Em mang tin tốt lành tới cho anh mà. Xem đi. Như thế có nghĩa là... Có nghĩa là em không có thai. Sao không nói trước với anh? Anh Mạnh à, em muốn... Anh biết là em yêu anh rất nhiều, có phải không? Thực sự thì em muốn biết anh yêu em như thế nào, và anh có lo lắng chăm sóc cho em hay không, nên em mới làm như vậy. Nghe em này, nhưng mà em cảm thấy mình thật hạnh phúc và em yêu anh nhiều hơn nữa, vì em hiểu rằng anh cũng yêu em rất nhiều. Anh lo lắng và chăm sóc cho em. Em chợt nhận ra rằng anh thực sự là một người đàn ông đích thực và là một người chồng mà em đang tìm kiếm. Em yêu anh thực sự rất nhiều anh Mạnh ạ. Chúng mình vừa mới trải qua một thử thách quá lớn, và tự nhiên em nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau, có phải không anh? Phương Trinh này, thế còn cái chuyện mà em chuyển đi nơi khác thì sao? Anh này, không bao giờ được nói về chuyện đó với em nữa nghe không? Em sẽ không bao giờ đi đâu cả. Em chỉ muốn ở được gần bên anh thôi. Ê, Phương Trinh này, theo anh nghĩ đây thì cơ hội đến với em chỉ có một lần thôi. Anh nghĩ đây là quyết định quan trọng sáng suốt của em đấy. À, thôi, bây giờ anh có việc phải đi. Thôi chúng ta nói chuyện này sau nhé. Anh phải đi tiếp mấy cái hàng nữa, em thông cảm. Đây không chỉ là tin tốt lành cho anh mà cho cả em nữa đấy. Anh đi nhá. Anh không. Xin lỗi. Gì vậy? Làm gì giống như mới vừa mở được kho báu vậy? Kho báu đối với tôi không xi nhê trong lúc này. Chuyện này còn hơn cả kho báu. À, tôi không phải là bố nữa. Mới giết được Phương Trinh hả? Không. Chưa cần dùng biện pháp mạnh nữa đâu. Ông trời quả thật có mắt. Ơ hiền gặp lành nào. Khoa học sinh đẻ đã nghiêng về phía tôi. Chân lý đã được chứng minh. Đấy là sự nhầm lẫn lớn. Tôi mới nhận được tờ xét nghiệm Phương Trinh Thương là cô ta không hề có thai. Không hề có. Chúc mừng. Anh Đăng Dương, em cần nói chuyện với anh. Thế này nhé Phương Trinh, tôi nhớ con số mà cô đã yêu cầu, không hơn được nữa đâu. Cô đừng có kèo nhào nữa. Như vậy là quá đủ cho một cuộc sống sung túc không?
có muốn không? Em muốn anh xem cái này. Âm tính. Phương Trinh, việc này nghĩa là xét nghiệm lần trước có sai sót, và đây là xét nghiệm mới, kết quả âm tính, có nghĩa là em không có thai. Có đúng như vậy không đấy? Ai đưa cho cô tờ xét nghiệm này? Và người đó có đáng tin cậy không? Bệnh viện chuyển về phòng nhân sự của công ty anh ạ. Và họ vừa mới chuyển qua cho em. Cô vừa nhận được à? Không, chuyện là như thế này. Thôi, tôi nghe như vậy là cô không cần phải ủng hộ. Anh Đăng Dương, tại sao anh lại giữ nó? À, tôi để phòng thân thôi. Tôi sẽ ra phòng công chứng và chứng thực. Luật sư của tôi sẽ giữ một bản để phòng mọi bất chắc. Anh Đăng Dương ạ, em rất xin lỗi anh về chuyện này. Nhưng em xin thề, đây là một sự nhầm lẫn, chứ không hề cố ý. Em mong anh hãy bỏ qua cho em tất cả mọi chuyện. Dù sao thì em cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố này rồi. Anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em cũng như là bận tâm về em nữa. Cô Phương Trinh ạ, nếu chuyện cô có thai với tôi mà là chuyện lừa đảo thì chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa. Và cô hãy lập tức quên ngay những thỏa thuận giữa chúng ta đi. Cô hiểu chưa? Anh Đăng Dương, tại sao lại nói với em như vậy chứ? Trước khi người ta chia tay, người ta luôn luôn bỏ qua và tha thứ cho nhau những lỗi lầm cơ mà. Em đã quá chán ngán phải ở trong cái thành phố này rồi. Em chỉ mong anh hiểu và sẽ giúp em rời đi một chỗ khác thôi. Được, tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Mà nói thật, việc cô ở lại công ty, cô sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ta cứ tưởng tôi sẽ ở bên cạnh cô ta. Thật là hài ước và nực cười. Mà sống bằng niềm tin. Nhưng mà tôi hứa lần sau sẽ không bao giờ phạm một lỗi sơ đẳng như vậy nữa. Chết đi. Mà có nghe tôi nói gì không anh? Nghe chứ, nghe nãy giờ đâu sót câu nào. Và em cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Giống như là hai vì sao, đêm đêm cũng sáng thôi. Có bao giờ xa được nhau? Vẫn không gần sẵn đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân, bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi. Người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.